Thưa quý vị, mạng xã hội Facebook gần đây xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một xe máy chạy ngược chiều vào ban đêm trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn qua tỉnh Vĩnh Long. May mắn tài xế xe ô tô kịp tránh để không xảy ra tai nạn. Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vừa được đưa vào sử dụng nhưng nhiều xe máy vẫn đi vào cao tốc vô cùng nguy hiểm. Theo người đăng tải đoạn clip, hình ảnh được camera hành trình ghi lại vào khoảng 18 giờ ngày 1 tháng 1 trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đoạn gần nút giao đường tỉnh 908. Theo đó, xe ô tô đang di chuyển trong đêm trên cao tốc thì xuất hiện một xe máy chạy ngược chiều sát giải phân cách. Dù tài xế ô tô kịp đánh lái, tránh được vụ tai nạn, nhưng tay lái xe máy va vào đã làm dở kính chiếu hậu bên trái của xe ô tô. Người điều khiển xe máy may mắn không bị té ngã. Được biết, chủ xe ô tô phải tốn gần 10 triệu đồng để sửa chữa kính chiếu hậu. Theo người dân, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vừa được đưa vào sử dụng, giao với quốc lộ 1 tại nút giao Chà Và. Công tác đảm bảo an ninh ở nút giao chưa phù hợp đã khiến nhiều xe máy đi vào cao tốc vô cùng nguy hiểm.